chào các bạn. Hôm nay mình có mặt ở chợ Shimomun này nha các bạn. Chợ này là chợ đầu mối, rất là lớn luôn. Mình sẽ review cho các bạn xem một vòng khu chợ này nha các bạn. Chợ này rất là rộng, có nhiều khu. Mời các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt các bạn. Chào các bạn. Bây giờ mình đang có mặt ở chợ Shimomun này các bạn. Đây là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Batum Tani, hoạt động 24 giờ nha các bạn. Bây giờ là 12 giờ đêm, chợ vẫn tấp nập. Mình đang đứng ở khu vực bán rau củ quả. Các xe tải chở rau đến đây họ bán. Là khu vực này là khu vực bán nha các bạn. Còn khu vực xe mua rau nằm ở bên kia. Mình đi một vòng cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy họ bán không? Rất là đông luôn. Mình quay sơ bộ cho các bạn thấy. Mời các bạn theo dõi nha. Chợ này rất là lớn luôn các bạn ơi. Mình quay cho các bạn thấy nha. Cái khu vực bên tay phải mình nè các bạn cũng có đông lắm. Khu vực ở bên tay phải đó, để mình quay cho các bạn thấy đó. Bên tay phải cũng rất là đông luôn. Nhưng mà thôi bây giờ mình quay cái cảnh buôn bán ở đây cho các bạn xem đi. Thôi các bạn thấy chưa? Thấy nguyên một cái chợ đầu mối rất là lớn luôn. Xe họ chở rau củ quả. Rồi lại đây họ bày xuống, họ bán. Họ bày xuống đất này các bạn, họ bán. Xe tải có, xe nhỏ có. Các bạn thấy nguyên một bãi xe luôn các bạn, đủ đồ luôn. Mình quay ở trong cho các bạn thấy nè. Thấy chưa?
đi vô trong này chút xíu nha các bạn. Đó, mình quay ở trong này chút xíu cho các bạn thấy. À, xe đậu rất là đông luôn. À, các bạn thấy chợ đầu mối chưa? Thôi mình đi một vòng cho các bạn thấy. Rau, củ quả rất là nhiều luôn các bạn ơi. À, các bạn thấy không? Rất là đông luôn. Mình chỉ đi một vài vòng cho giới thiệu với các bạn thôi nha. Tại vì nếu mà đi hết vòng vòng á, biết bao nhiêu là lâu. Đây, các bạn thấy chưa? Rất là đông luôn. Rất nhiều khu vực luôn các bạn thấy chưa? À, khu vực bên kia nữa đó. À, cũng là những xe mà bán rau nha các bạn. Các bạn thấy đông chưa? Còn 20 phút nữa là 12 giờ các bạn ơi. Là 11 giờ 40 rồi. Mình đi từ từ ra nha các bạn. Không. À.